Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá, review các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác chiếc xe đạp đua Java Shimuro. Và cái dòng này thì em xin lưu ý với các bác là trên thị trường Việt Nam khoảng 1 năm trở lại đây, một số shop, em không tiện nói tên, ở miền Bắc, ở trên Hà Nội mà em không tiện nói tên thì là cũng có cái dòng Java Shimuro này. Nhưng mà các bác phải lưu ý rằng là ví dụ như con này thì hiện tại là em đang bán là 9.2 triệu, xe đã qua sử dụng, ở nước ngoài mang về là 9.2 triệu bao ship toàn quốc tới cửa nhà. Nhưng một số shop ở trên Hà Nội thì bán mà mới tinh cũng Java Shimuro là có 9.6 triệu mới tinh luôn. Thì bác phải lưu ý, các bác lưu ý thứ nhất là nó có người ta có phải là cái tay lắc là Shimano Sora không, hay là tay lắc dạng khác không phải là Shimano. Thứ hai các bác lưu ý đó là con vành này có phải vành DK không. Thứ ba là có phải trục rỗng không. Và thứ tư có phải gạt đĩa Sora không hay là cái gạt đĩa dạng khác. Và củ đề có phải là củ đề Sora và lip có phải là lip Shimano Sora không. Đó. Thì các bác lưu ý. Thì cái con xe này nếu mà mới thời xưa nó vào bán tầm vào tầm trên dưới 13 triệu. Đấy. Con xe này là mới cách đây khoảng 1-2 năm nên nó bán tầm 10, trên dưới 13 triệu. Thì không thể nào mà mới tinh có thể giá 9.6 triệu được. Thì tụi em chỉ nói thôi, khung có thể là người ta mua thanh lý người ta ráp vào hay như nào đó, hoặc là người ta đặt nhà máy một cái sàng nó rẻ tiền hơn. Thế nhưng mà các bác phải nhìn vào bộ phận chuyển động là xem có phải là trục rỗng Shimano hay là gạt đĩa hay là củ đề Shimano Sora không. Đấy, thì nhiều bác một số thời gian đây thì các bác có thông tin lại thì em mới nắm được là một số shop ở Hà Nội em không tiện nhắc tên bán mới tinh là 9.6 triệu. Thế mà tại sao mày bán cũ mà tận 9.5 triệu với 9.2 triệu thì em cũng phải đính chính với các bác là như thế. Thế thì về phần con xe Java Shimuro này ấy, thì là cái nước sơn này nó còn rất khá là đẹp các bác nhá. Khung nhôm càng cấp càng nhôm, khung nhôm càng nhôm. Đấy, mối hàn là được xử lý che đi rất là đẹp, rất là giống carbon. Đấy, và nước sơn thì còn rất là đẹp, không bị xước sát gì nhiều và hầu như là không có vết xước. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng DK chính hãng Java, vành DK, gạt đĩa Shimano Sora 9 tốc độ lip Shimano 9, và bộ chuyển động Shimano Sora, cụ phanh Radius và tay lắc Sora các bác nhé. Đấy, nó phải đủ bộ như thế này nếu mà nào là một con Java Shimuro chính hãng. Còn nếu mà nó không có những cái món Shimano này thì giá của nó 9.6 triệu mới tinh mà có 9.6 triệu đấy thì đúng rồi. Xem Sora nó không có phải có cái giá đấy đâu. Size của chiếc xe là size 48 các bác nhá. Lát em sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem. Dòng chính hãng hết. Mà con này cứ cái dòng bia Java này là mayo tối đổ là nhiều đây, bi vòng tối đổ các bác nhá. Quay rất là ngon. Thế bây giờ em sẽ đo size các bác xem. Size tính từ tâm của trục đạp cho đến khóa cọc yên. Tâm trục đạp này, khóa cọc yên này, size của này là size 48 các bạn. Size 48. Tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là size 50. Đấy, 48-50 phù hợp cho các bác 1m64 đến 1m74. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả.
để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Là đi phù hợp con này, size 48, gióng đứng 48, gióng ngang 50. Gióng đứng 48, gióng ngang 50 và bây giờ em sẽ vào test chuyển động con xe này nhá. Con xe này là được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora 9 níp. Chứ không phải là một số nhãi, một số dòng 9 triệu mới, 9 triệu 6 mới tinh mà em Pride và riết đâu. Em lên níp này, nó phải êm ái và nó phải có độ bền. Êm thì êm nhưng mà nó phải đồ Shimano thì nó đúng kiểu rồi. Các bác thấy số má nó mượt mà chưa? Êm như xe điện luôn. Đấy. Phát nào ra phát đấy. 9 triệu 6 thì làm sao có được, đúng không? Để em lên đĩa này, đĩa giờ đang đĩa nhỏ, em lên đĩa to này. Đấy. Bấm phát nó phải xuống ngay, lên ngay. Nhanh như chớp. Đi vòng cối lỗ. Và xe có giá rất tốt bên em là 9 triệu 2. Bao ship tận nhà, tận cửa nhà các bác trên toàn quốc, dành cho chỉ dành cho các bác chuyển hết tiền một lần luôn. Các bác nào quan tâm thì nhắn Zalo 0975 709 943 trên màn hình. Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để khi mà bọn em có xe mới đưa lên trên kênh thì YouTube nó sẽ gửi thông báo vào điện thoại của các bác và TV màn hình máy tính của các bác nhá. Cảm ơn các bác xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video này.